Kinh từ Tăng Chi 2, trang 58. Có bốn hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, với tâm cùng khởi với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Một kiếp này các tỳ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là về vấn đề sanh thú. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với bi, với tâm cùng khởi với hỷ, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, với tâm cùng khởi với bi, với hỷ, với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc. Và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân ngoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Quan Âm Thiên. Hai kiếp là thọ mạng của các chư thiên ở Quan Âm Thiên. Được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên. Bốn kiếp là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở Biến Tịnh Thiên. Được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Quảng Quả Thiên. Năm kiếp là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi Quảng Quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư thiên ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ.
Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Lưu ý, trong kinh Nikaya, khi Đức Phật nói đệ tử của Như Lai, đó là Đức Phật nói về bốn đôi tám chúng. Bốn đôi đó là đôi dự lưu, đôi nhất lai, đôi bất lai và đôi A-la-hán. Tám chúng đó là vị hướng về dự lưu quả và vị đã thành tựu dự lưu quả, vị hướng về nhất lai quả và vị đã thành tựu nhất lai quả, vị hướng về bất lai quả và vị đã thành tựu bất lai quả, vị hướng về A-la-hán quả và vị đã thành tựu A-la-hán quả. Đó là bốn đôi tám chúng. Kinh từ thứ hai, Tăng Chi 2, trang 61. Có bốn hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, với tâm cùng khởi với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Ở đây, về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Này các tỳ kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng các hàng phàm phu. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với bi, với tâm cùng khởi với hỷ, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, với tâm cùng khởi với bi, với hỷ, với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Ở đây, về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại,
là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Này các tỳ kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng các hàng phàm phu. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Ý nghĩa bài kinh. Trong hai bài kinh trên, cho ta biết cách tu tập tứ vô lượng tâm và sự quan trọng của trí về ngũ uẩn. Nếu tu tập tứ vô lượng tâm và quán chiếu ngũ uẩn trong bốn tâm này, thì lợi ích sẽ vô cùng to lớn, chứng được bất lai quả, sanh ở cõi tịnh cư thiên. Sau khi hết thọ mạng ở đây, thì không sanh lại các cảnh giới thấp kém, mà sẽ thể nhập vào Niết Bàn và hoàn toàn giải thoát sanh tử. Bài kinh cho ta thấy tầm quan trọng của trí về ngũ uẩn và từ bi hỷ xả, giúp ta nỗ lực tinh tấn hơn trong sự tu học thánh trí về ngũ uẩn. Đây là kinh từ ở Tăng Chi Bộ 2 trang 58. Với tâm cùng khởi với từ biến mãn một phương rồi an trú. Tất nhiên là trạng thái tâm của chúng ta cho nó khởi lên với cái trạng thái tâm từ, nó kết hợp trong đó đó. Chúng ta hiểu ha, gọi là với tâm cùng khởi với từ. Thì chúng ta hướng về một phương này nè, và nó khởi tâm từ và cho nó biến mãn khắp cùng khắp cái phương này. Chúng ta hiểu không? Với tâm cùng khởi với từ biến mãn khắp một phương. Biến mãn là cho cái cảm giác từ đó, đúng rồi, nó tỏa ra, nó biến mãn, nó thấm nhuần, nó hết một cái phương hướng rộng lớn đó đó, rồi nó an trú ở trong cái phương đó, trú trong cái tâm từ biến mãn cùng khắp cái phương đó rồi an trú. Thì cái này chúng ta phải tu tập ở ngoài trời trước, quán ngoài trời trước, rồi ghi nhận cái thọ, cái tưởng, cái thức trong cái không gian đó đó, xong rồi khi về trở lại những nơi như vậy chúng ta mới quán được. Còn chúng ta chưa thực tập ngoài trời quán được. À, chúng ta hiểu ha. Biến mãn nha, cho cái tâm của mình nó biến mãn. À, biến mãn là sao? Là nó tỏa ra đó. Nó tỏa ra đầy hết một cái phương đó rồi an trú. À, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư cùng khắp thế giới nè. Trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. À, Thảo thấy ha. Biến mãn cùng khắp hết một phương. Phương thứ hai, phương thứ ba, thứ tư là đây nè, một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, rồi trên, dưới, bề ngang, rồi bắt đầu biến mãn cùng khắp, hết thảy phương xứ. Đó, chúng ta thấy đây không? Phương trước mặt nè, rồi bên phải nè, rồi bên trái nè, phía sau nè, phía trên nè, phía dưới nè, rồi tới bề ngang là hết rồi. Rồi bắt đầu ở trong cái trung tâm điểm bề ngang là bắt đầu bung ra một lượt nữa. Tại những cái phương hồi nãy mình đã mở hết rồi, thì bây giờ bung ra một lượt. Thì sẽ thấy cái tâm của mình nó rộng, nó không còn giới hạn nữa. Rồi vì ấy biến mãn với tâm cùng khởi với từ quảng đại vô biên không hận sung sân nè. Rồi sau đó với tâm cùng khởi với bi nè. Với tâm cùng khởi với hỷ. Rồi với tâm cùng khởi với xả. Thì khi mà một người tu tập như vậy được gọi là tu tập tứ vô lượng tâm. Tâm biến mãn khắp một phương mà rộng lớn, quảng đại vô biên mà. Thì đây mới gọi là vô lượng nè. À, chúng ta hiểu ha. Thì khi một người thuần thục trong cái trạng thái tâm từ này, mà nếu mà vị ấy nếm được vị ngọt của cái thiền ấy, đây cũng là thiền. Thiền là sao? Là khi chúng ta an trú trong cái trạng thái, thì thí dụ như chúng ta biến mãn cùng khắp cái phương trước mặt đi, thấm nhuần hết và an trú trong cái định niệm đó, đó là một định niệm đó, đó cũng là thiền định đó. À, chúng ta hiểu ha. Thì nếu mà vị này an trú trong trống rồi, thấy cái trạng thái tâm từ thương xót này nó ngọt ngào, thôi nó dễ chịu quá, cái lòng từ mẫn mà thương xót chúng sanh nó ngọt ngào, nó dễ chịu dữ lắm. Thì đó là sao? Là vị này thấy được cái vị ngọt, nếm được cái vị ngọt của cái trạng thái thiền ấy và ái luyến thiền ấy, là yêu thích cái trạng thái đó, cái trạng thái định niệm đó đó. Do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, trú tâm trên ấy và sống phần lớn với thiền ấy.
và không có thối đọa. Không có thối đọa là không có thối chuyển cái sự tu tập đó. Thì khi thân ngoại mạng chung, vị này được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Phạm Chúng Thiên. Phạm Chúng Thiên là cõi trời rất là cao của chư thiên sắc giới. À, chúng ta hiểu ha? Gần nhất chúng ta là cái gì? Tứ Đại Thiên Vương. Rồi tới cao hơn là Tam Thập Tam Thiên. Rồi tới Dạ Ma Thiên. Rồi tới Đâu Xuất Thiên. Rồi tới Hóa Lạc Thiên. Rồi tới Tha Hóa Tự Tại Thiên. Rồi mới tới Phạm Phạm Chúng Thiên. À, chúng ta hiểu ha? Thì cõi trời Phạm Chúng Thiên là cõi trời tới tầng thứ 7. Tính cõi Phạm Thiên từ dưới Tứ Đại Thiên Vương đi lên. Thì cái thọ mạng ở đây là sao? Một kiếp lần. Mà một kiếp là sao? Không phải một lần chúng ta sống chết là một kiếp. Mà một kiếp đây có thể hiểu là một cái sự sống của cái thế giới này. Chứ không phải một lần sanh tử của chúng ta. Một sự thành trụ dị, dị hoại của một thế giới, của một sự sống. À, chúng ta hiểu ha? Mà trong một cái thế giới, một cái sự thành tựu của một sự sống như vậy là vô lượng năm. Nhiều vô lượng năm không có thể tính kể được. Một cái sự thành trụ dị hoại của một cái sự sống á. Một lần như chúng ta đang ở trong một cái sự sống nè. À, chúng ta hiểu ha? Thì cái tuổi thọ của Phạm Chúng Thiên là tới một kiếp lần. À, và là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở Phạm Chúng Thiên. Thì kẻ phàm phu á, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, thì sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, thì đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Kẻ phàm phu á, kẻ phàm phu, mà phàm phu đây là ai? Là người không có trí về ngũ uẩn. Người không có trí về ngũ uẩn mà nghe cái sự hướng dẫn tâm từ, là trải cái trạng thái tâm từ mẫn rộng lớn như vậy, các phương hướng đó, thì cái vị này vẫn tu tập như vậy, trải các phương hướng ở trong cái trạng thái tâm từ mẫn rộng lớn như vậy, ông, và thể nhập được cái trạng thái tâm từ mẫn đó. Nhưng mà vị này lại không có cái trí về ngũ uẩn, cho nên là vị này khi mất thì vẫn sanh được ở Phạm Chúng Thiên, hưởng cái thọ mạng ấy, là hưởng cái phước báo ấy. Nhưng mà khi hết phước báo ấy rồi, thì cái tuổi thọ đó hết, thì vị này rớt trở lại trong gì? Địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Chúng ta hiểu ha? Đó được gọi là kẻ phàm phu cũng tu tập tứ vô lượng tâm đó. Rồi, còn đệ tử Như Lai thì tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. À, thánh đệ tử của Như Lai là những vị thành tựu chánh tri kiến, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng ta học về tịnh tính bất động đối với chư tăng rồi, chúng ta nhớ không? Tức là bốn đôi tám chúng, khi nói về đệ tử của Như Lai là bốn đôi tám chúng. Đôi Diện Lưu, đôi Nhất Lai, đôi Bất Lai và đôi A La Hán. Đó là bốn đôi tám chúng, là hàng đệ tử của Như Lai đó. Mà những vị này mà tu tập về tứ vô lượng tâm á, mà tu tập về từ vô lượng tâm á, thì khi mất vị này vẫn sanh ở Phạm Chúng Thiên. Nhưng mà khi hưởng hết cái phước ở đó, vị này nhập niết bàn luôn trong cái hiện hữu ấy. Thì như vậy đó, là đệ tử của Như Lai là hàng bốn đôi tám chúng, là các vị Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán đó. Và các vị tu tập thiền này thì khi thân ngoại mạng chung là không có bị A La Hán nha, bị án thì nhập niết bàn rồi. Tất nhiên là bị Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, rồi bị hướng đến Dự Lưu, bị hướng đến Nhất Lai, bị hướng đến Bất Lai. Thì các vị này mà khi tu tập mà tâm từ vô lượng như vậy thì khi mất sanh được ở Phạm Chúng Thiên. Không, nếu mà tính như vậy là cũng phải trừ ra về bậc Bất Lai. Tại vì bậc Bất Lai là các ngài sanh ở Tịnh Cư Thiên rồi. Khi nói các bậc Bất Lai, các ngài sanh ở Tịnh Cư Thiên. Nhưng mà trong hàng Bất Lai thì cũng có năm hạng Bất Lai. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các cái hạng Bất Lai. Thì hạng Bất Lai thứ năm chính là vị Sắc Cứu Cảnh Thiên. Cũng có thể sanh ở Phạm Chúng Thiên. Thì vị thành tựu chánh tri kiến, được gọi là đệ tử Như Lai như vậy, mà tu tập thiền này từ vô lượng tâm thì vẫn sanh ở Phạm Chúng Thiên.
Nhưng mà hết cái thọ mạng ở đây thì vị này nhập Niết Bàn luôn, chứ không có trở xuống, rớt xuống lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Chúng ta hiểu ha? Đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp. Chúng ta thấy chưa? Và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là về cái vấn đề sanh thú, về cái vấn đề sanh tử. Và tiếp tục cũng vậy, người tu tập tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì đối với người tu tập tâm bi á, mà nếu mà vị này nếm được cái vị ngọt của cái thiền ấy và ái luyến cái thiền ấy, rồi an trú ở trong đó nó, thì khi thân ngoại mạng chung là sanh ở cõi Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên là cao hơn Phạm Chúng Thiên nữa. Thì sanh ở Quan Âm Thiên như vậy thọ mạng là hai kiếp, là hai lần của cái sự sống của thế giới. Một lần thôi nó đã vô lượng rồi, nói gì đến hai lần. Rồi cái vị mà tu tập hỷ vô lượng tâm á, là sẽ sanh ở cõi Biến Tịnh Thiên là cao hơn nữa. Và thọ mạng ở đây là bốn kiếp. Đó là tuổi thọ của chư thiên ở Biến Tịnh Thiên. Và vị mà tu tập xả vô lượng tâm á, là sanh ở cõi Quảng Quả Thiên. Thọ mạng ở đây là năm kiếp. Và chúng ta thấy là người phàm phu vẫn có thể tu tập tứ vô lượng tâm. Khi không có chánh tri kiến vẫn có thể trải được cái tâm, cái lòng từ mẫn thương xót, thì nói vậy là người bình thường ta vẫn có thể trải được cho nó biến mãn khắp một phương. Nhưng mà khi không có cái trí về ngũ uẩn, không có chánh tri kiến thì tu tập với nó thì hưởng cái phước báo nó xong thì là rớt trở lại. Nhưng mà bậc đệ tử Như Lai bị thành tựu chánh kiến, tu tập các cái trạng thái thiền này, sanh ở trong những cái cảnh giới chư thiên này, và khi hết cái thọ mạng ở đây thì nhập Niết Bàn luôn trong cái hiện hữu ấy. Tuy nhiên là sao? Chấm dứt luôn cái sanh luân hồi sanh tử, không có bị rớt trở lại nữa. Chúng ta hiểu ha? Như vậy là có bốn cõi chư thiên tương ứng với lại từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Phạm Chúng Thiên là nơi sanh của các vị thuần thục trong từ vô lượng tâm. Quan Âm Thiên là nơi sanh của các vị thuần thục trong bi vô lượng tâm. Biến Tịnh Thiên là nơi sanh của các vị thuần thục trong hỷ vô lượng tâm. Và Quảng Quả Thiên là nơi sanh của các vị thuần thục trong xả vô lượng tâm. Chúng ta thấy ha. Sanh thú lại nào. Sanh thú mình có thể mình hiểu nghĩa chung đi là sự tái sanh ở đời sau. Còn một bài kinh từ thứ hai nữa, đó là nói về các cái vị mà tu tập từ bi hỷ xả như vậy. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Và ở trong những cái trạng thái thiền đó, đối với các pháp thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vị này tùy quán là vô thường. Mặc dù là an trú trong cái định niệm về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng như vậy, nhưng mà vị này sao? An trú một thời gian xong rồi bắt đầu vị này tùy quán, nhìn xem trong cái trạng thái tâm từ đó là sắc đang như thế nào, thọ đang như thế nào, tưởng đang như thế nào, hành đang như thế nào, thức đang như thế nào. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã thực hành cái trạng thái thiền đó như thế nào. Thì vị này nhìn trở lại, nhận diện trở lại ngũ uẩn trong cái trạng thái thiền đó, và vị này quán thọ trong cái trạng thái thiền này là như vậy, là cái cảm giác như vậy mà nó là vô thường. Tưởng trong cái trạng thái thiền như vậy chính là cái hình bóng rộng vô biên của cái phương này. Tại vì này nói cái này là vô hành, là cái sự hành lúc này chính là cái sự hướng tâm tác ý an trú trong cái pháp đó, cũng biết cái này là vô thường. Rồi thức là cái sự rõ biết cái trạng thái tâm lượng vô biên của cái phương hướng này, cái này cũng là vô thường. Thì như vậy đó là vị này tùy quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức là sao? Vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng họ hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã.
Nếu một người tu tập trạng thái thiền này mà còn quán ngũ uẩn như vậy nữa thì vị này sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên, tất nhiên là sao, chứng bất lai, chứng bất lai. Và này các tỳ kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng các hàng phàm phu. Không có chung cùng là sao? Là sự sanh khởi của chư thiên ở tịnh cư thiên là không có chung cùng với lại các cái hàng phàm phu. Có nghĩa là ở cõi tịnh cư thiên này không hề có hàng phàm phu chen chân vô được. Còn trong các cõi là phạm chúng thiên, quan âm thiên thì trong những cõi đó vừa có các hàng phàm phu vừa có các thánh đệ tử. Cho nên là các hàng phàm phu có sao có chung cùng ở trong những cái cảnh giới chư thiên đó. Còn trong cảnh giới của tịnh cư thiên thì chỉ thuần là những vị có tâm thanh tịnh đã hết được dục tham và sân, nhưng mà còn lại cái sự tàn dư của năm cái thượng thần kiết sử thôi. Là chúng ta rõ rồi ha. Thì như vậy chúng ta đã thấy được cái tác dụng của cái sự tu tập từ bi hỷ xả rồi ha. À, tịnh cư thiên là sao, là cõi của các vị bất lai. À, chúng ta nhớ ha. Dạ. À, chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Rồi, nếu không hỏi thì thôi chúng ta dừng lại ha.